Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn nha. Trước khi mình chia sẻ tiếp, nối tiếp để cái chương trình hôm qua và mình mở rộng thêm một số vấn đề khác về những cái đề tài khác, thì mình trả lời một vị khán giả mà nói rằng là sao quảng cáo nhiều quá. Quảng cáo đó là do YouTube nó quảng cáo, chứ mình không có quảng cáo. Tôi không có quảng cáo trong cái chương trình của tôi, nhưng mà nhiều khi quý vị coi cái chương trình của tôi thì YouTube nó chen cái quảng cáo vào ở chỗ nào mà đang hấp dẫn nhất. Đó là cái nó có cái hệ thống mà nó làm việc rất là tuyệt vời, cho nên mà quý vị lỡ khi coi mà có gặp quảng cáo, dù bất cứ là cây nào, thì quảng cáo chừng 20-30 giây thôi, có khi cái quảng cáo 1 tiếng, mà có khi cái quảng cáo 3-4 tiếng. Thì nếu nó dài quá thì quý vị nên cho nó qua, còn không thì cứ để nghe. Những cái quảng cáo nhiều khi cũng hay lắm, mình biết được thêm nhiều cái nữa. Bởi vì quảng cáo khi có những một cái vật gì đó, một món hàng hoặc là một sản phẩm nào đó mới vừa ra đời, họ quảng cáo để cho gọi là tiếp thị, để cho người dân biết được để mà tiêu thụ. Đó là quảng cáo, là cái văn hóa của nước Mỹ. Nước Mỹ đa số các đài truyền hình, các đài radio, YouTube, Google là mẹ của YouTube, Google mua lại của YouTube và 1.6 tỷ đô la. Mà giờ chính YouTube là làm nhiều tiền nhất cho Google. Với giá trị của Google hiện nay, cái tài sản của Google hiện nay là 1.000+ tỷ đô la. Đó là cái mà họ chỉ sống bằng quảng cáo thôi. Cho nên chúng ta chưa quen, đa số người Việt chúng ta chưa quen về cái vấn đề quảng cáo, cho nên hay than thở, hay than phiền sao quảng cáo nhiều quá, dù là bất cứ ở nơi đâu. Nhưng mà đối với người Mỹ, quảng cáo là một cái văn hóa. Họ dùng để mọi cách, khi một sản phẩm mới ra đời, bất cứ một công ty nào, họ cũng phải dùng đủ mọi cách để họ quảng cáo. Kể cả trên những chiếc xe taxi, kể cả những cái billboard. Billboard là những cái tấm bảng bự nó dừng ở các những cái nơi mà đông xe qua lại, hoặc là đông người qua lại. Ở Mỹ nó có một cái nữa rằng là mỗi thành phố họ đều biết được cung đường đó mỗi ngày xe qua lại bao nhiêu chiếc. Khi mà các công ty quảng cáo, họ muốn quảng cáo, thì nhất là những cái bảng gọi là billboard đó, thì họ phải hỏi, họ phải nghiên cứu, họ tìm hiểu rằng cái con đường nào là xe qua lại nhiều nhất. Họ chỉ mong xe qua lại nhiều thôi. Còn cái chuyện người ta mua hay không là chuyện của người cục của người ta. Nhưng mà thường thì quảng cáo lúc nào cũng hiệu nghiệm, bởi vì những cái mới mẻ không, đừng có nói những cái mới mẻ. Bây giờ mình nói tới cái vấn đề cái cũ đi. Như hồi nãy mình đã nói, kể cả những cái công ty lớn nhất, nổi tiếng nhất của Mỹ, họ cũng phải quảng cáo khắp mọi nơi. Tiền quảng cáo của một công ty dù có lỗ hay lời, họ cũng phải chi ra 10% cái số tiền thu vô cho quảng cáo. Quảng cáo thì tuyên truyền, nó không khác nhau gì cả. Có nhiều người dùng tuyên truyền là về chữ nghĩa, dùng cho những cái chính phủ hay là những quốc gia, mà quảng cáo là dùng cho những cái vật dụng, đồ dùng, sản phẩm. Nó cũng giống nhau, cũng là để tuyên truyền cho người dân tiêu thụ cái sản phẩm của mình. Vì vậy mà sản phẩm của nước Mỹ nó luôn luôn phát triển. Và những công ty khi nó có một sản phẩm mới thì
nó bắt buộc nó phải chi tiền quảng cáo vô cùng là to lớn để nó mời khách hàng, giới thiệu tới khách hàng. Nhưng mà theo xác suất, họ tính theo xác suất rằng khi một cái sản phẩm mình được 10 người biết thì ít nhất trong đó phải 4 người họ đi mua rồi. Không đi mua nhưng họ có một cái ấn tượng trong đầu để suy nghĩ về cái món vật đó. Là từ cái suy nghĩ đó họ sẽ đi mua. Bất cứ một công ty nào của nước Mỹ họ đều có một cái nhóm để nghiên cứu về thị trường. Cho nên quý vị thấy đi dọc đường hoặc là coi trên đài, trên báo, kể cả những cái sân vận động đá banh, những cái sân vận động chơi football bên Mỹ, giả ca gọi là cái bông banh gì banh cái cà na, thấy cà na hay là dù bóng rổ cũng vậy, thì đều có quảng cáo ở trong đó cả. Mà những công ty nổi tiếng từ xưa tới nay ai cũng biết, như xe Toyota, như Honda, như Mercedes, như BMW, Lexus, vân vân, mọi thứ nổi tiếng và đẹp và ngon và rẻ, mọi người ai cũng biết. Mà tại sao phải mỗi năm họ chi 10% cái tiền thu vô họ để quảng cáo trên khắp thế giới? Quảng cáo là một sự nhắc nhở. Hôm nay người ta không mua, nhưng có thể ngày mai người ta mua. Hôm nay người ta không có tiền, nhưng họ thích. Họ không mua được thì ngày mai, ngày mốt, ngày hôm kia họ có tiền, họ sẽ mua. Chẳng hạn như một cái dây chuyền, một cô gái vô thấy dây chuyền đẹp quá mà mình không đủ tiền để mua, cô ta trong đầu cô ta lúc nào cũng có một sự ao ước rằng một ngày nào đó mình sẽ có tiền và mình mua cái dây chuyền này. Hoặc là có anh chàng kia thích chiếc xe Toyota đó quá, Toyota 2024, nhưng mà anh ta thích lắm nhưng mà tiền không đủ thì làm sao? Anh ta phải tìm tính cách, thay vì anh ta đã mắc nợ nhà, mắc nợ cửa, hàng tháng phải chi phí đủ điều, bây giờ nếu mình mua một chiếc xe 2024 Toyota đi thì mình có tiền, mình đau vô đó, mình bỏ vô đó, đặt cọc vô đó, nhưng mà tiền hàng tháng làm sao trả đây? Thì dĩ nhiên trong đầu chiếc xe đó vẫn nằm trong đầu của anh ta, vẫn nằm trong cái sự bên ngang trong đầu, mà cái bên trong cái ngang mơ ước trong đầu chúng ta nó có nhiều ngang lắm quý vị. Dù tôi không nghiên cứu, đây là sự suy diễn của tôi, nếu quý vị thấy đúng thì cho nụ cười chứ đừng có trách tôi nha, vì tôi nghĩ rằng là trong đầu chúng ta nó có rất là nhiều cái ngang, mỗi cái ngang nó dành cho trí nhớ, mỗi cái ngang nó dành cho sự yêu thích một món hàng nào đó, mỗi cái ngang nó dành cho một tình yêu, một cô gái, một anh chàng trai. Vì vậy khi cái ngang này nó nở ra, nó mở cửa thì hàng hóa nó sẽ vô trong cái ngang này đó. Đó là cái mình nói téo téo vui vui một tí cho cái chương trình nó bớt khô khan. Mà có nhiều vị cũng khen và có nhiều vị cũng chê, cái đó là chuyện bình thường. Một ca sĩ hát hay, một tài tử rất đẹp trai, đẹp gái, nhưng mà vẫn có người chê. Con người, tâm lý con người, có nhiều người có cái bản tính rằng họ thích chê, cái gì cũng chê hết. Tôi có một anh bạn là vậy đó, cái gì anh cũng chê hết trơn á, không có gì. Tôi chơi với anh lâu lắm rồi, mấy chục năm rồi, từ ngày qua Mỹ tới giờ, mà tôi chưa bao giờ thấy anh khen một cái gì hết cả. Mà cái mà anh khen á
là cái đó phải là tuyệt vời, tuyệt vời. Đó là cái khó tính của anh bạn tôi, đó là anh bạn rất là thân. Tại vì bên Mỹ tôi có hai anh bạn rất là thân. Một thằng bạn á, là hai thằng quen nhau cũng cùng một thời kỳ và cũng cùng tuổi với nhau cả. Bây giờ một thằng là ở bên Tennessee, ở Tennessee mình cũng có qua nhà nó chơi mấy lần. Còn một thằng thì ở Sacramento. Mỗi thằng bạn bè thì mỗi người mỗi tính, cho nên chúng ta phải biết chơi với bạn cũng phải cần biết bạn như thế nào, chứ không có gom lại biểu tất cả người bạn của mình, những thằng bạn của mình phải giống nhau được, phải làm giống như thằng kia tao mới thấy thoải mái, làm giống với con kia tao mới vui. Chúng ta không thể đòi hỏi người ta phải làm theo ý mình, bởi vì con người mỗi người có mỗi tính và mỗi suy nghĩ và mỗi ý nghĩ khác nhau, cho nên chúng ta phải chấp nhận để mà sống. Vì vậy mà những người Việt khi qua Mỹ, dù bây giờ đi chăng nữa, khi qua những bước đầu trên đất Mỹ thấy cũng khó chịu lắm. Khó chịu là gặp những đủ điều trắc trở làm cho chúng ta khó chịu, nhất là mấy cụ già khó chịu và buồn vui lẫn lộn. Vui thì ở ngồi có những đứa con đứa cháu, mà buồn thì không có những bạn những bè. Đó, mình chia sẻ lan man từ cái này qua cái nọ, nhưng mà rồi mình cũng sẽ trở lại một số vấn đề mà cái này cái nọ như mình chia sẻ cũng là đời sống của người Việt ở bên Mỹ. Đời sống chúng ta nó có muôn màng muôn vẻ. Vì vậy từ lúc mà tôi chia sẻ tới bây giờ cũng gần 25, bữa nay ngày 23, tôi nhớ rằng là tôi bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 để lấy một cái dấu mốc để mà chia sẻ cho quý vị. Thì bây giờ là ngày 24, 24 ở nước Mỹ rồi, ở Việt Nam rồi, cho nên 24 tập rồi. Quý vị muốn hiểu biết về nước Mỹ và cộng đồng Việt Nam ở Mỹ thật rõ thì quý vị nên coi hết tất cả những cuốn video mà mình đã thu từ ngày đầu cho đến bây giờ. Mỗi ngày mình có một chương trình khác nhau. Đó là lý do tại sao mình để cái phần 1, phần 2, phần 3, phần 4 là gì? Bởi vì nhiều khi quý vị coi cái phần 5, quý vị chỉ biết cái phần 5 mà quý vị chưa biết được cái phần 4. Nhiều khi phần 4 nó tiếp nối với phần 5 thì đôi lúc nó xen kẽ thêm một tí để qua cho nó ráp vô phù hợp với những gì tôi đã nói ngày hôm qua. Đó là cái cách nói chuyện của tôi nhớ tới đâu tôi nói tới đó, và đôi lúc cũng xen kẽ một tí vui vui về tâm lý của con người cho quý vị cười. Tôi thì không có tài, nhưng mà tôi có cái kiến thức. Những cái kiến thức của tôi đã sống ở đất nước Mỹ bao nhiêu chục năm qua, tôi tặng cho tất cả quý vị khán thính giả của tôi đang xem những gì tôi nói. Tôi không có gì để tặng, tôi chỉ tặng cái kiến thức của tôi cho quý vị. Những cái kiến thức, những chuyện về đời sống của nước Mỹ mà quý vị chưa bao giờ nghe một người nào Việt kiều từ nước Mỹ hoặc là đang ở nước Mỹ kể cho quý vị nghe. Vì vậy mà đầu óc của quý vị cứ mường tượng nước Mỹ như thế nào. Và khi mình mường tượng thì lúc nào mình cũng đặt nơi đó một cái đẹp, tức là một cái thật hoàn hảo mình mường tượng ra, mình đặt để cho nó. Vì vậy mà nhiều người qua Mỹ họ rất là thất vọng khi họ va chạm với đời sống thật sự ở nước Mỹ. Ở Việt Nam tranh đua với nhau đã là một vấn đề khó khăn rồi. Dân chúng ta chỉ có 100 triệu dân nói bằng tiếng Việt, viết bằng tiếng Việt, nghe bằng tiếng Việt,
mọi thứ bằng tiếng Việt. Đi cũng có xe đi, lên chiếc xe gắn máy, có nhiều người không có cân bằng, không có bằng vẫn chạy được. Quý vị thấy như thế nào? Đó là cái mà khi chúng ta mơ ước đến một chân trời nào đó, như nước Mỹ, tôi nói về nước Mỹ. Dân Việt Nam chúng ta có 100 triệu, nhưng mà dân Mỹ tới trên 300 triệu người. Mà 300 triệu người nó khắp trên toàn thế giới. Nhiều khi quý vị ra đường, họ là người Mỹ, nhưng mà có người thì đến từ Úc Châu, họ cũng là người Mỹ, cũng là người da trắng, nhưng mà người đến từ Âu Châu, người đến từ Đức, từ Pháp, từ Hà Lan, từ Tân Tây Lan, có người cũng đến từ Đông Âu, như người Saudi Arabia, người Iraq, Iran, như người Thái Lan, người Tàu, người Lào, người Campuchia và Việt Nam chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cạnh tranh biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nhân tài. Nhưng rồi phải chấp nhận đời sống, phải chấp nhận, giống như yêu là chấp nhận. Yêu là chấp nhận những đắng cay, những khổ đau của cuộc đời, của những hờn, những giận. Đúng không quý vị? Nếu không, quý vị không chấp nhận thì tình yêu nó sẽ tan vỡ. Mình lâm từ thương mại qua tình yêu, bây giờ mình trở lại cái vấn đề ngân hàng. Ngày hôm qua mình nói về ngân hàng, trong cái đoạn cuối cùng thì mình ngưng. Ngân hàng ở Mỹ tất cả đều là tư nhân, đều là của công ty, chứ không phải của chính phủ. Nhưng chính phủ chỉ giữ một cái cơ quan là Cục Dự trữ Liên bang, gọi là Fed, là F-E-D, tiếng Mỹ gọi là F-E-D, là Fed, là Cục Dự trữ Liên bang. Cái nơi đó là cái nơi quyết định tiền lời lên hay thấp. Mà khi sự quyết định tiền lời của Mỹ lên hay thấp, nó không những ảnh hưởng ở Mỹ mà nó ảnh hưởng trên toàn thế giới, kể cả Việt Nam. Mỗi ngân hàng thành lập ra đa số thì bằng công ty rồi họ điều hành. Trong cái thời điểm mà nhà đất sụp đổ, đó hôm trước tôi nói về vấn đề nhà đất nhà cửa sụp đổ đầu thập niên 80, bây giờ cũng một cái trận nhà đất sụp đổ vào 2007, cái thời kỳ cuối cùng của ông Bush cha, làm cho kinh tế Mỹ sụp đổ, nhiều người phải bỏ nhà, nhiều người có chục căn nhà cũng phải đều mất trắng tay, chứ không phải một căn nhà. Một căn nhà thì mất trắng tay lúc đó nhiều lắm. Vì khi một khi nền kinh tế nó sụp đổ thì nó gây ảnh hưởng tới tất cả mọi ngành nghề, không những nước Mỹ mà trên toàn thế giới. Đó là lý do Cục Dự trữ Liên bang thành lập ra. Thành lập vào năm 1913, sau khi một sự, theo tài liệu, đây là mình tìm hiểu theo tài liệu nha, sau khi một sự sụp đổ kinh tế vào cuối, một cao điểm nhất vào năm 1907, thì năm 1913, Cục Quốc hội của Hoa Kỳ đưa ra một
đạo luật để thành lập Cục Dự trữ Liên bang để quyết định tiền lời, làm cho nó cân bằng để cho kinh tế nó khỏi bị hỗn loạn. Vì vậy mà dù là nước Mỹ, một nước tư bản, một nước lớn mạnh, nhưng khi kinh tế bị sụp đổ, bị lung lay thì nhiều ngân hàng cũng khai phá sản. Bởi vì ngân hàng là của công ty mà. Anh cho người ta vay tiền mà anh không lấy lại được tiền, mà anh chỉ lấy lại được những cái căn nhà. Những căn nhà lúc đó chỉ có ở và nó thành là một cục đá, một cục gỗ, chứ không có giá trị nữa, bởi vì bán không có ai mua. Không ai có tiền để mua. Ngân hàng không cho vay tiền. Khi ngân hàng không cho vay tiền hoặc là tiền lời cao quá thì ảnh hưởng tới nhà đất. Tiền lời cao thì mua căn nhà, ngày xưa tiền lời thấp cũng mua chừng căn nhà chừng đó 300.000 đô la đi, mà tiền lời thấp trả có 200.000. Bây giờ tiền lời cao quá trả tới 300, trả tới 200 đô la đi, đó là mình giả sử, mình ví dụ nha quý vị. Ví dụ như trả tới xin lỗi 200 đô la một tháng mà bây giờ mình phải trả tới 300 hoặc là 400 đô la một tháng do tiền lời nó quá cao. Mà khi chính phủ tăng tiền lời cao, tức là mục đích của họ là chặn lạm phát. Nhưng mà trong 3 năm qua, dưới thời của ông Tổng thống Biden, Joe Biden, vẫn chưa chặn được lạm phát. Cho nên tiền lời nó vẫn còn lên, chưa xuống được, chưa bớt được. Vì vậy mà nền kinh tế trên toàn cầu vẫn đứng khựng lại, kể cả nước Mỹ và Việt Nam. Nhất là nước Mỹ hiện nay vẫn còn nhiều công ty sa thải. Cách đây mấy hôm tôi cũng đọc tin tức bên Mỹ, tôi thấy nhiều công ty lớn đóng cửa rất là nhiều, nhất là những cửa tiệm thực phẩm, những cửa tiệm kể cả dược phẩm luôn. Có một công ty dược phẩm cũng khai phá sản, công ty Ryan, một công ty lâu đời nhất, công ty dược phẩm lâu đời nhất của nước Mỹ cũng khai phá sản. Những cái tiệm rẻ nhất, 1 đô la một mẫu hàng, 99 cent một mẫu hàng, mà giờ cũng khai phá sản. Người nghèo, những cái tiệm đó là bán cho những người nghèo, đa số người nghèo, mà giờ khai phá sản. Bởi vì thay vì một mẫu hàng đó, quý vị qua một cái tiệm Walmart, bởi vì quý vị mua 2 đồng, 3 đồng, nhưng mà vô cái tiệm 99 cent hoặc là 1 đô la hoặc mà Dollar Tree, ba cái hệ thống báo 1 đô la rồi. Dollar Tree thì quý vị mua chỉ có 99 cent hoặc là 1 đô la mà thôi, mới trả thêm tiền thuế. Có chỗ thì trả thêm 7 cent tiền thuế, tức là 107, có chỗ thì trả thêm 8 cent, 9 cent là tùy theo thành phố và tùy theo của tiểu bang. Bởi vì những cái tiệm nó nằm ở chỗ nào là bị lệ thuộc vào cái thuế má của thành phố nữa, cho nên khi thuế nó lên thì vật giá nó lên. Cũng giống như lý do mà tại sao Cục Dự trữ Liên bang tăng tiền lời là vì do lạm phát. Lạm phát nghĩa là sao? Là do người ta tiêu thụ nhiều quá, làm cho thay vì bốn hàng, một chai nước suối ngày xưa chỉ là 10 cent, nhưng mà bây giờ nó tăng lên tới 20 cent. 1 cent, 10 cent thì người ta uống nhiều hơn một tí, 20 cent thì người ta uống ít lại hơn một tí. Thì những công ty sản phẩm ra nước suối người ta bán không được, buộc lòng phải khai phá sản. Đó là cái chương trình mà cái hệ thống Cục Dự trữ Liên bang họ đang điều hành như vậy cho nước Mỹ và thế giới, mà chưa thấy một chút ổn định nào cả. Cho nên quý vị, dù hôm nay chúng ta có công việc ngon lành, nhưng mà chưa chắc ngày mai sẽ ra sao, bởi vì tình hình thế giới hiện nay luôn luôn hỗn loạn, chưa có yên bình. Nếu như hên lắm, may mắn lắm,
thế giới may mắn lắm, thì được nếu ông Trump, ông tổng thống, cựu tổng thống Trump đắc tái đắc cử lại tổng thống thì có thể thế giới an bình, và ông là một người làm thương mại, ông có sẽ có thể là cứu vớt được cái nền kinh tế của nước Mỹ và của cả thế giới. Bây giờ mình mới tiếp thêm cái phần, trở lại thêm cái phần ngân hàng. Ở bên Mỹ đa số tiền bỏ vào ngân hàng không có tiền lợi, một là bỏ checking là cũng không có tiền lợi, bỏ saving cũng không có tiền lợi. Checking là gì? Checking, bởi vì mình nói nhiều khi mình phải giải thích là mục đích cho những quý vị khán thính giả ở Việt Nam quý vị hiểu rõ hơn. Còn ở bên Mỹ nhiều khi nói checking là người ta biết rồi, không cần phải giải thích gì cho mất công. Xin lỗi quý vị, đó là tôi nói, tôi muốn giải thích dù chúng ta mất thời giờ một tí, nhưng mà tôi muốn mọi người phải hiểu những gì tôi nói một cách cặn kẽ, để biết đâu một ngày nào đó quý vị trúng số ở Việt Nam, trúng số đi qua Mỹ chơi. Nhưng mà khi qua Mỹ mình phải có trong đầu mà đã biết là ô, mình nghe anh Châu Trương, Châu Ngọc Thủy của Châu Trương Vlog, anh đã nói chuyện trên đài, trên YouTube rồi, thì mình không còn phải lo lắng nữa, không còn phải lo lắng, mình có một ấn tượng, có một ý nghĩa như vậy rồi, không bị lo lắng và không bị thất vọng. Thì cái checking là cái một cái tập ngân phiếu để cho các công ty ký gửi cho nhân viên, để mà mình ký, mình bỏ đặt cọc, bỏ deposit cho trong ngân hàng, hoặc là ký trả tiền cho một cái món hàng nào đó, hoặc là trả cho một cái người nào đó ở xa rồi gửi đi. Đó là cái trường hợp ngày xưa, nhưng mà bây giờ người ta không còn checking nữa, không còn dùng checking nữa, đa số là chuyển qua hệ thống tự động. Từ chuyển nó có nhiều loại chuyển khác nhau, và có những cái công ty lập ra để chuyển tiền như PayPal, như Zelle, như một vài công ty nữa mà tôi bỗng dưng tôi quên, đó là không sao. Còn nếu gửi ngân hàng mà muốn lấy lời là gửi bằng gọi là nó gọi là tên ngân hàng dùng gọi là CD. CD là tiền lời, là mình gửi để lấy tiền lời. Ví dụ trong mình gửi 6 tháng thì trong vòng 6 tháng mình mới lấy ra, hoặc là muốn gửi 2 năm thì trong vòng sau 2 năm đó mình mới lấy về. Nếu mà lấy trước thì mình bị phạt và tiền lời nó ít đi. Đó là cái tình trạng bỏ vô ngân hàng. Quý vị bỏ ngân hàng 100.000 đô la, nếu mà 0.07, bây giờ tôi không biết mỗi ngân hàng nó có bộ cái gửi tiền lời tiết kiệm mà để có lời nó khác nhau. Nói chung quý vị bỏ vô 100.000 đô la một năm, quý vị có thể đem về cao nhất là 5-6.000 đô la tiền lời. Mà tiền lời đó quý vị phải khai thuế, đóng thuế đó nha, chứ phải lấy tiền lời đó bỏ túi đâu. Mình nói tới đây cũng nhiều rồi. Xin tạm biệt tất cả quý anh chị và các bạn nha. Hẹn lại vào ngày mai. Chào, tạm biệt. Chào.